3ds Max là phần mềm hiện hình 3D phổ biến nhất hiện nay. Với 3ds Max, cùng sự kết hợp render ngoại thất bằng V-Ray và xử lý hậu kỳ bằng Photoshop, chúng ta có thể cho ra một hình ảnh chất lượng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và chủ đầu tư. Hãy đến với khóa học Render ngoại thất nâng cao trong 3ds Max V-Ray tại unica.vn. Khóa học được thiết kế chi tiết bao gồm áp dụng dựng hình cho nội thất đơn giản gồm tường, cửa đi, cửa sổ, vật dụng, giường ngủ, tìm hiểu công cụ dựng hình kiến trúc mặc định của 3ds Max như dựng tường, lan can, các loại cửa đi, cửa sổ, cầu thang. Áp dụng công cụ đã học để dựng hình một biệt thự từ nền đến mái, các cửa và những chi tiết kiến trúc khác. Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng render 3ds Max bằng V-Ray, ngoại cảnh, ngày đêm. Thành thạo render ngoại thất nâng cao trong 3ds Max V-Ray, đủ khả năng làm việc tại các công ty kiến trúc nội thất. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký khóa học Render ngoại thất nâng cao trong 3ds Max V-Ray tại unica.vn thôi nào. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.